852. 852 nha, là một cây mung sừng lũ quách âm thân phôi mới về. Nhà mình yên tâm luôn nha, dòng này thì rất là dễ sống luôn. Cây này có hoành gốc là 67, hoành gốc 67 nha. Cây cao là 20, bầu ươm là 45. 45 nhân cho 25. Cái này nhà vườn xin giao lương nhanh là 600k bao ship luôn. Mã số là 852 nha, là một phôi mung sừng. Phôi mung sừng nha. Đó, phôi mung sừng này. Dạ chưa chốt được đơn nào nha anh Trà My. Dạ cũng mới lên anh. Với lại đợt này thì lên trực tiếp thì cũng có hôm thì cũng được, có hôm thì cũng cũng ít đơn, nhưng mà được cái là bên em có quay video lại á, có bố trí một người quay video lại thì up lên lại sau thì cũng giao lưu để trai đó, thì rất cảm ơn cái nhà mà luôn nha. Nói chung là cũng có nhiều cái hình thức để mà mình giao lưu, tại vì nhiều khi không có xem trực tiếp được á thì mình lại xem offline lại sau đó. Nói chung là vạn sự tùy duyên đó, nhiều khi cái cây đó, nó có duyên với mình là nó tự tự hôm đó tự nhiên cái nó hiện lên và mình rước nó về thôi. Nó còn cây mà nó không được duyên rồi thôi, bây giờ mình có làm bằng mọi cách hay chăng nữa, kể cả mình chốt đơn rồi nó vẫn bị hồi trả rồi lại bình thường. 600k bao ship nha, mã số 852. 852 nha. Rồi cho vô xin qua cây này luôn.